Wake up and I'll organize my auras with shoppers bumping at Shaka Khan. Mình cũng không phải là một người tiêu xài tiết kiệm với cái con số chi phí mà mình đưa ra. Mình đã có một cái cuộc sống cũng khá là thoải mái khi mà đi du học. Nếu như mà các bạn đang có suy nghĩ là sang bên này vừa học vừa làm, thì mình chân thành khuyên các bạn là tham khảo và cân nhắc để quyết định là các bạn có nên đến Ba Lan du học hay không. Hello, xin chào các bạn, mình là Kỳ Duyên và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và sau nhiều tuần liền trời mưa mãi không ngớt thì ngày hôm nay như một ngày trời không nắng cũng không mưa thì mình quyết định đưa các bạn ra cái công viên gần nhà mình. Và ở tập vlog lần này mình sẽ nói về một cái chủ đề mà chắc là sẽ có rất là nhiều bạn quan tâm, đặc biệt là những bạn đang có ý định lên đường du học ở Ba Lan. Và không phải là vấn đề gì khác mà đó chính là về chủ đề chi phí du học Ba Lan. Và khi nhắc đến chi phí du học ở Ba Lan thì chắc chắn là nó sẽ không dừng lại ở một con số nhất định, mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều về cái mức độ chi tiêu cũng như là cái cách mà các bạn sinh hoạt hàng ngày. Và ở tập vlog lần này thì mình cũng chỉ đưa ra một cái con số mang tính chất tham khảo dựa trên trải nghiệm sống của mình sau hơn 3 năm làm việc và học tập ở Ba Lan. Và để chuẩn bị kỹ hơn cho tập vlog lần này thì ở đây mình đã có một quyển sổ, và trong quyển sổ này mình đã liệt kê ra những cái khoản chi phí thiết yếu nhất mà mình cần phải dành ra trong vòng 1 tháng cũng như là con số cuối cùng cho một năm khi mà mình đi du học ở Ba Lan. Ok, bây giờ thì mình cũng bắt đầu thôi. Đầu tiên khi nhắc đến du học thì mình không thể nào không nhắc đến vấn đề học phí. Và tại vì mình đi du học tự túc mà nên là mình phải tự chi trả cái phần học phí của mình. Còn nếu như mà các bạn học học bổng thì dĩ nhiên các bạn có thể skip phần này đi. Và bản thân mình thì mình đã từng học tại đại học Wroclaw, mà ở Việt Nam các bạn vẫn hay gọi là đại học Wroclaw đó. Nhưng mà thực ra thì tên của trường mình cũng như là tên ở thành phố mà mình đang ở được gọi là Wroclaw. Và chi phí cho một năm học thạc sĩ hệ tiếng Anh của trường đại học Wroclaw sẽ là 3.000 euro, tương ứng với khoảng 80 triệu Việt Nam đồng. Nếu mà các bạn học thạc sĩ thì các bạn sẽ nhân 80 triệu cho 2 năm là khoảng tầm 160 triệu đồng tiền học phí tổng cộng. Và nếu mà các bạn học hệ cử nhân thì các bạn sẽ nhân chi phí này lên cho 3 năm là khoảng tầm là 240 triệu đồng cho 3 năm học cử nhân. Tùy vào trường mà các bạn học cũng như là tùy vào cái thành phố mà các bạn chọn mà cái mức học phí nó cũng sẽ dao động khoảng tầm từ 2.500 ơ cho đến cao nhất là 4.000 cho đến 5.000 ơ. Trời ơi, quay vlog mà quả kêu quá trời là kêu. Nhưng mà cái mức từ 2.500 cho đến 3.500 là cái mức học phí trung bình cũng như là phổ biến nhất của hầu hết tất cả các trường đại học ở bên này. Và sau vấn đề học phí thì cũng có hai loại chi phí quan trọng tiếp theo mà mình cần phải nhắc đến khi đi du học, đó là chi phí ăn và ở. Đầu tiên nhắc về chi phí ăn thì có nghĩa là chi phí đi chợ đó, thì lúc mới sang mình chi tiêu cũng khá là dè dặt cũng như là tiết kiệm, tại vì mình còn bị sốc lúc mà mới chuyển cái việc tiêu tiền Việt Nam đồng sang việc sử dụng tiền Ba Lan, tại vì cái mệnh giá tiền Ba Lan lớn hơn tiền Việt của mình nên là mỗi lần đi chợ mình khá là dè dặt cũng như là phải nhấc lên đặt xuống cái món đó rất là nhiều lần thì mới quyết định là có mua hay không. Thì khoảng thời gian đầu thì tổng chi phí đi chợ cho một tuần của mình sẽ rơi vào khoảng tầm là 50 rua, là khoảng tầm 300 ngàn Việt Nam đồng. Và mãi một thời gian sau khi mình đã bắt đầu có part time job này, hoặc là cho đến bây giờ thì mình đã đi làm rồi, thì mình bắt đầu tiêu hoang hơn, mình chi tiêu nhiều hơn cho cái việc đi chợ. Thì mỗi tuần như vậy mình sẽ mất khoảng tầm 100 rua để đi chợ và mua thức ăn cho một tuần, tương ứng khoảng 600 ngàn tiền Việt. Cứ vậy các bạn có thể nhân cho 4 lên thì sẽ ra được con số cuối cùng cho một tháng. Sau chuyện ăn thì sẽ là chuyện ở. Và nhắc đến chi phí để thuê nhà thì lúc mới sang mình đã ở ký túc xá của trường đại học tổng hợp Wroclaw, và mức chi phí phải trả bao gồm chi phí điện nước đó là 600 ru cho một tháng, tương ứng khoảng tầm 3 triệu 500 ngàn đồng. Và sau đó thì khi mà mình tốt nghiệp thì mình bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài, và cái chi phí cho các bạn thuê một căn phòng ở bên ngoài sẽ dao động ở mức khoảng tầm 5 triệu 300 ngàn đồng, đã bao gồm tất cả các chi phí điện nước. Sau chi phí ăn và ở thì mình cũng sẽ nhắc đến hai loại chi phí phụ khác cũng khá là quan trọng, đó chính là sinh hoạt phí và chi phí phát sinh. À, nhắc đến sinh hoạt phí thì mình sẽ bao gồm tất cả những loại chi phí mà mình phải dành ra để chi trả cho vé tàu xe nè, có nghĩa là phương tiện giao thông công cộng cũng như là giấy vệ sinh, dụng cụ học tập, bla bla bla, những cái chi phí mà các bạn phải chi trả cho những cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Và cho vấn đề này thì mình sẽ chi khoảng tầm 100 euro một tháng, thì nó khoảng 600 cho tới 1 triệu đồng tùy theo thói quen sinh hoạt của các bạn.
Và loại chi phí cuối cùng nghe có vẻ không cần thiết nhưng mà mình chắc chắn phải chuẩn bị tới cũng như là nghĩ tới, đó chính là chi phí phát sinh. Và ở chi phí phát sinh thì mình sẽ bao gồm hết tất cả những cái loại tiền mà mình phải chi trả cho những cái vấn đề mà mình không có lên kế hoạch trước đó. Chẳng hạn như là mua thuốc men cho những lúc mà các bạn đau ốm lặt vặt, cũng như là đi shopping cho những mùa sale mà mình không hề hay biết, đi sinh nhật, đi chơi bờ, đi quẩy, đi sập sinh cùng với bạn bè. Thì mình sẽ chi khoảng tầm 200 cho tới 300 xu tùy theo nhu cầu ăn chơi, tiêu xài, xa hoa của các bạn. Tất cả những chi phí vừa rồi là những loại chi phí thiết yếu mà mình cần phải chuẩn bị khi mà đi du học ở Ba Lan. Và bây giờ thì mình có thể đưa ra cho các bạn một cái con số tổng cuối cùng cho số tiền mà mình cần phải chi cho một tháng ăn ở và sinh hoạt ở Ba Lan, cũng như là con số cuối cùng trong vòng một năm. Và tùy vào cái thói quen sinh hoạt cũng như là cái mức độ chi tiêu của các bạn có tiết kiệm hay là hoang phí, thì cái số tiền mà các bạn cần phải chi trả để sinh hoạt cho một tháng ở bên này sẽ rơi vào khoảng tầm 6.500.000 cho tới 10.700.000, và con số cuối cùng cho một năm sẽ là 78 triệu hoặc 128 triệu trong vòng một năm. Các bạn cũng đừng quên cộng vào cái phần học phí mà mình đã nhắc tới ở đầu tập vlog lần này nữa nha. Và nếu như mà các bạn đi học theo diện học bổng thì dĩ nhiên các bạn không cần phải quan tâm tới cái vấn đề học phí rồi. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ở phần chi phí sinh hoạt và du học ở Ba Lan ở những con số cụ thể nhất dựa trên trải nghiệm sống của mình sau hơn 3 năm học tập và làm việc ở Ba Lan. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà bản thân mình, mặc dù mình là một đứa không có chi tiêu quá hoang phí, tuy nhiên mình cũng không phải là một người tiêu xài tiết kiệm một chút nào. Và với cái con số chi phí mà mình đưa ra cho các bạn tham khảo thì mình đã có một cái cuộc sống cũng khá là thoải mái khi mà đi du học ở Ba Lan, cũng như mình khá là may mắn tại vì mình có ba mẹ mình tài trợ cho mình toàn bộ tiền học phí cũng như là sinh hoạt phí trong suốt 3 năm vừa qua. Dĩ nhiên là mình cũng có đi làm thêm, nhưng mà cái số tiền mà mình làm thêm mình chỉ tiết kiệm để phục vụ cho sở thích và nhu cầu ăn chơi du lịch của mình, chẳng hạn như là đi shopping nè, đi du lịch vòng quanh châu Âu. Và nếu như mà các bạn đang có suy nghĩ là sang bên này vừa học vừa làm thì mình chân thành khuyên các bạn là tiền mà các bạn đi làm thêm sẽ không thể nào đủ để các bạn vừa trả học phí cũng như là vừa trang trải sinh hoạt phí đâu. Nhắc đến du học Ba Lan thì có nhiều bạn sẽ nghĩ là du học giá rẻ, tuy nhiên thì bản thân mình sẽ không đồng ý vấn đề này vì có thể là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều những cái nước khác khi mà các bạn đi du học. Nhưng mà để mà phải chi trả cái số tiền là 200 triệu cho một năm cũng như là khoảng 600 cho đến 700 triệu trong suốt cái quá trình mà mình đi du học ở bên này thì mình cũng không nghĩ đó là một con số nhỏ một chút nào. Và vừa rồi là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề chi phí du học ở Ba Lan. Và mình hy vọng là tập vlog lần này của mình sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào. Và những con số mà mình đã đưa ra thì các bạn cũng có thể dùng để tham khảo và cân nhắc để quyết định là các bạn có nên đến Ba Lan du học hay không. Ok, bây giờ thì mình xin được phép dừng tập vlog này tại đây. Rất cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian và theo dõi hết tập vlog lần này của mình. Nếu các bạn quan tâm về chủ đề du học Ba Lan cũng như là đời sống của một sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường ở Ba Lan như thế nào thì đừng quên nhấn like và subscribe channel của mình để mình có thêm nhiều động lực và ra thêm nhiều tập vlog tiếp theo nha. Bây giờ thì mình phải tranh thủ đạp xe đi chợ trước khi trời tối. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập vlog sau. Bye bye. Wake up and I organize my auras with chakras, bumping that Chaka Khan. All your flows fictional, same equivocal comic con, ride the auto.